đệ tử con đi khấu đầu cung thỉnh. Cung thỉnh mời quan đệ tung hoành quy ra lâm lâm liệt tung hoành trừ tà sát quỷ quan tuân tranh đại tài truyền văn võ đôi hà thiên minh văn mã nếu ra lệnh truyền đồ bản cơ để trình vua cha sớ này để trình vua cha công công đồng đồng tứ phủ nam tỏa chức minh sơ này đâu lên thiên đình khi ngân tài mã tâu trình cửa quan xin quan lại giáng chết thiên. Cung
kiếm quan lớn sánh cùng phó tử. Được đồng ý kinh luân, đức kinh luân nghi sánh cửa dưới nguyệt con đỏ sông tranh chi chi đa quyết quyết hồi vòng vòng cương hòa xuân ơn quan để ngủ
văn dương. Còn chuyện dòng nước sông chảy đêm ngày vẫn chảy, sóng tuôn trào cuồn cuộn đổ về đâu. Chúng con nhớ người trang sĩ lập nên công, ngàn năm nhớ quan tuần người tài cao. Trên bát bát ngát đôi long châu phục, vút tam đầu uốn khúc châu lên, lăn lăn dần đi phục múa đôi bên. Quan tuần chắc chắn dáng ngày lên trên sập sầm rồng. Hôm nay loan giá quá tuần tranh đánh đại tài. Ngự đồng đồng ai, ngự đồng đồng ai, người mình quyền bóng bóng quý. Lưng ngoài trời thủy khí đoan trang, tôn quan hiền hách y quang. Ra tay tế độ trần gian con đường nhờ. Bồng bồng nước nhược nhược bồng bồng là khi vui bàn chúc bạn mai bàn loan tiệc ngọc sung vầy sương. Quan về ngày đổ số cho ai, thiên binh binh văn văn võ toàn tài. Quan tuần lịch lịch sư đáng trai bậc anh hùng. Đêm ngày giúp việc thủy cung đổi lệnh cứu trùng quan cứu hộ cho quân dân. Ai người cầu nhân 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 cầu phúc đắc phúc phúc bản thân được điều hòa. Một nguyện giang phúc trừ tai, đồng đồng gia tín chủ ai ai cũng thịnh cường. Hai nguyện cho buôn bán trăm đường, thiên tài như loát bạc vàng được để tăng. Sao là thánh giá.